Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Ca Kem. Trong video này mình sẽ giới thiệu cái sản phẩm cho ô tô. Thì nhà bạn nào mà không có gara ô tô, ngõ bé để gửi ô tô ở ngoài thì chúng ta có thể mua sản phẩm này. Đây, tên sản phẩm là bạt phủ xe ô tô chống xước, loại này là loại xịn. Số tiền là 539.000. Loại cực tôn 4D Resize L. Cái này phù hợp cho xe 5 chỗ trở xuống. Bạn nào muốn mua sản phẩm này, mình sẽ để link mua dưới video nhé. Đây có cái túi luôn. Đó. Trời ơi. Cái bạt phủ rất là to luôn. Thì loại này loại tốt, 4D, còn có loại 3D nữa. Loại này thì có mấy lớp liền. 4 lớp. Có cái lớp nhựa này. Khá to đấy. Có cái lớp vải cốt tông này, lớp PE, lớp nhôm. Và có phản quang phía trước giúp ta nhận biết rõ xe hơi vào ban đêm. Đây, được tặng kèm cả khóa nữa. Đó, để chúng ta khóa bạt phủ với cả ô tô vào. Đây là kiểu khóa số nhá. Zipper lock trong này thì mã mặc định của nó là 3 số 0. Và chúng ta sẽ có thể cài đặt bằng cách nhấn vào nút này và cài. Rồi. 3 số 0 này. Rồi, đây là cái dây khóa. Đó, chúng ta móc. Và đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ bọc thử lên ô tô xem có ok không nhá. Chứ nhìn này rất là khó hình dung. Và nó rất là to luôn. Ở đây thì chúng ta sẽ có... Đây. Có những cái dải xanh này để phân biệt này. Đó. Có cái dây để buộc này. Và có cả khóa kéo này. Rồi có cả những cái chỗ thun nữa. Đó, bây giờ phải bọc lên thì mình mới hình dung được. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Ok, link mua sản phẩm mình sẽ để dưới video. Như vậy trong video mình đã giới thiệu nhanh bộ sản phẩm bạt phủ xe ô tô, bao gồm cả khóa nữa. Các bạn có thấy video hay, like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới, mình sẽ giải đáp. Các bạn mình lấy sản phẩm là comment bên dưới nhá. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Bye bye. Cái này rất là hữu ích cho những ai mà có ô tô, vì nó có thể nó sẽ bảo vệ có ô tô của bạn khỏi mưa nắng, tránh bị hỏng hóc thân vỏ.